cà rốt đó chị. Ăn được nè. Vâng. Cà rốt à? Vâng, cà rốt ạ. À. Phải xoong cà rốt, phải su su. Đấy. Cái này thấy nó mềm mềm. Không, không phải mềm đâu. Rắn này mềm đâu. Rất cay. Ngon hả? Thấy nó rồi. Hết tươi rồi. Hả? Thôi hết tươi rồi. Tươi mà. Rắn to. Tươi. Cái này nhìn tươi biết rồi. Đây, tươi rồi. Tươi à? Tươi. À nhiều rồi. Nhiều lấy nốt nhiều. Nhiều nốt là su su nhá. Hả? 20 tấc chứ. Không là cà rốt rồi. Nếu như có su su thì ăn. Su su từ đâu? Su su ha. Này lấy từ đâu? Ở quê mang ra, cái này ngon mà. Quê ở đâu? Đúng ha. Quê là đâu? Quê ở Hải Châu. Hả? Quê này trồng được. À. Trồng được. À, hành như lấy nốt hành luôn đi. Dạ. Nốt mỗi cà son thì ngon lắm, 10.000 thôi. Về cho về đi cùng. Không biết nên. Này để riêng được. Riêng được. Để hành lá riêng. Để riêng nhá. Được. Để riêng. Lấy này luôn, để này chung cũng được. Bán hết này về. Bây giờ mình hết đi về đi ngủ rồi. Hôm nào đêm nào cũng mệt hết nhọc. Vâng. À. Đêm nào cũng về mệt nhọc. Ốm. Ốm. Thấy khỏe như trâu với ốm gì. Mấy này không biết ăn được hay không nè. Ăn được ạ. Ăn được ăn mà. Ăn được khi lên đường. Ăn được ạ. Ăn có lên đường không? Không. Không. Ăn được là ăn được. Ăn được. Nốt nhiều. 40 tấc. Mà đừng có chặt chém nha, sợ nhất bị chặt chém. Không ạ. 40 à? Ừ. Ok. Đứng ngoài đường nó bị xe này cán không? Ở chừng nó xe lớn nó tới nè. Hay đẩy qua đây. Hay qua đây chị. Không, nó đi nó kia. Nó đi nó kia. Chị tên gì? Tên là Oanh ạ. Oanh à? Người người thành phố Nghiên. Hả? Thành phố Nghiên ạ. Nghiên á? Ở đâu? Thành phố Nghiên ạ. Nghiên. Mãi thành phố Nghiên. À, nên mãi chợ. À, ok. À. Ở gần đây không? Giờ đi về á? Về bãi Hữu Tân. Hả? Chợ ở bãi Hữu Tân của nhà mãi dưới thành phố Nghiên nên đi chợ. À, với chị người Mông à? À. Chị không. Người Mông à? Người Kinh à? Mình. Hả? Người mình ạ. Người mình. À, dạ. Thế à? Ok. Nhiều 40 rồi. Dạ. À, có tiền thói được không? Dạ. Có tiền thói không? Dạ. Thói tờ này luôn. Thousand years later. Đây, em gì vậy? Em sao? À, ok. Chứ nếu em nếu em bỏ chị tiền chị lấy không? Ừ. Bỏ nha. Thôi gửi chị một số tiền để ăn Tết, được không? Ừ. Khi em bị mất 10 triệu mất hết. Bị ăn cắp trộm hết. Ghê yeah. Hả? Có không? Nhìn nhạo mọ đi đem hôm đi khổ sở đi về thì mất mấy triệu ấy, mới lấy hết rồi tiền chị. Là bây giờ mới lên đi chợ ấy. Nhạo mọ đêm hôm thì kiểu cày về kiếm mấy đồng về tàu xe ạ. Bị bán ở chợ thì là bị nó ăn cộng trộm hết ạ.
Nọ mọ dọn hàng ấy, thế nào cũng nó bốc hết cả hàng. Ủa mà làm gì lấy được mười mấy triệu? À, đi 2 tháng 14 hôm ạ. Mỗi ngày thì chỉ được 200, 300 mà vất vả. Đấy từ 5 giờ sáng cho đến 8 giờ 12 giờ đêm đến nọ nọ mọ này. Được về ạ. Về chồng nó mắng, nó đai nghiến, nó đổ cố và đi kiếm mấy đồng tàu xe về. Nó mất tốn kia ạ. À, thế à. Thôi thì em gửi một số tiền để ủng hộ tinh thần động viên. Xin nhá. Chúc em cảm ơn ạ. Rồi, giờ về luôn rồi. Nhà chị cho anh gửi thêm triệu đi để ủng hộ nha. À, cố lên nha. Chồng nó chủ nó đang nghiến này, nó về nó đi con cái thì bỏ. Thế là mọi ngày trước thì đi chỉ được hơn chục hôm, đến nửa tháng là về thôi. Thế này cố đi nợ chồng lên mà là về, thế này em mà cố lên thế này vâng. Để tối mới bốc hàng nên nó bốc hết cả cái tiền. Ai cũng bảo sao để ngu để đi bốc để đúng tiền đấy. Mãi cái lưu hú bốc hàng, bốc tiền hàng, dọn hàng về ấy. Thế là cùng nay hoay, bốc hành thôi thì về sớm đi, có gì móc khổ lên làm việc thôi. Về nhá. Alright guys, we got some inedible vegetables. This carrot, very flaccid. She looked pretty distraught. Yeah, so I gave her 1.86 million. Yeah, thanks to Julian Lin from New Zealand. He or her sent me $100. So we got a bunch of dead vegetables. A dude called Eric H. His daughter Matilda turned 12, and he said instead of a present, she wanted him to help someone out. So, này bán được không em? Yeah. À. Giờ em đang đi về. Em ở trên đâu? À. Em đang xuống Phan Đình Phùng á. Chứ thường em bán trên đường này. Phố cổ. Okay. Thường bán gì? À, mua gì ủng hộ? Anh ăn xin hơn nữa. Ngày nhiều. Cho em gửi cho bé luôn, để xì bé. Em lấy gì nữa?
ho được ngoài đường, ho được thôi em nha, về nha. Okay guys, so Eric H, he wanted me to give someone a little present for Matilda's birthday, 2012, and he sent me $150 Australian, so that was, you know, that was like 500,000 worth, and I will give the rest later. That's like the prologue. Yeah, no new donations for Ling, the 90-year-old homeless woman, so I'm just gonna cavalierly walk past her. She's probably asleep anyway. Yeah, haven't heard back from Relaxing Nutsack. The Canadian guy that was roasting me for saying it's cold. That's why I'm not wearing any mittens. Don't want him to roast me again. And I did say I will ban anyone, but currently no one is on the ban list because I always just release the banned commentators after a couple of weeks. Maybe I'll detain some repeat offenders, but you know, it's good to have a free press, even for the, you know, even the trolls and the spam bots are necessary, because you know, I'm not Twitter. I can't be banning dissidents. Can't be banning presidents either. Although Trump is a fool and just a basically a puppet of the state, as every single politician is. I don't know how people can buy into the narrative. He's like some lone renegade maverick that all of the, all of a sudden made it to the top spot in the country without any of the forces bringing him down. You know, everyone's against him, but yet he gets all the media airtime that you could want. But anyways, enough of that. I know you guys are not fans of my political rants, so I'll just end it there. But to be continued, we will do a few more Eric H. Matilda videos. And I will see you guys in the next video. Peace out.